Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Đặng Nguyễn An Bình. Mình học lớp 4A trường Tiểu học Thiên Hải. Ngôi trường của mình nằm ở vùng ngoại thị thành phố Phủ Lý, bên cạnh dòng sông Châu Giang tươi đẹp hiền hòa. Đây là nơi đã và đang nuôi giữ ước mơ được đến trường, được vui chơi, được học tập của tất cả các bạn học sinh trong toàn xã. Mình có rất nhiều sở thích như chơi đá bóng, chơi cầu lông, chơi bóng bàn, chơi đi thả diều, chơi cờ vua. Và một trong số những sở thích của mình là đọc sách. Các bạn biết không, ngay từ hồi còn nhỏ, mẹ đã kể cho mình rất nhiều câu chuyện hay về lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. Lớn lên khi biết đọc chữ, mẹ đã mua cho mình thật nhiều những cuốn sách. Hôm nay mình xin được giới thiệu cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn. Cuốn sách này có rất nhiều tập. Hôm nay mình xin được giới thiệu tập 1 của cuốn Hạt Giống Tâm Hồn với tựa đề Cho Lòng Dũng Cảm và Tình Yêu Cuộc Sống. Cuốn sách này do nhiều tác giả biên soạn và được công ty First New tổng hợp và xuất bản. Cuốn sách dày 167 trang, được in trên khổ 15 x 20,5 cm và những câu chuyện nhỏ về lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. Trang bìa của cuốn sách được in trên gam màu chủ đạo là màu vàng và màu đen. Nổi bật trên trang bìa là hình một chàng trai giơ tay ôm lấy bầu trời, thể hiện cho lòng dũng cảm của mỗi người trong cuộc sống. Hạt Giống Tâm Hồn là cuốn sách viết lên những bài học quý giá dành tặng những người đang phải đối đầu với gian nan thử thách, cũng là người bạn luôn sát cánh bên ta mỗi khi nỗi buồn ập đến. Những câu chuyện bình thường, những người bình dị, cuốn sách luôn nhắm vào tinh thần vượt lên, chiến thắng chứ không phải những điều lạ thường. Bạn có thể bắt gặp câu chuyện của chính mình, của những người xung quanh hay là của những người tàn xa lạ, để suy ngẫm, khám phá và tìm ra câu chuyện trong cuộc sống của mình. Bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa và giá trị lớn lao của sự thực khách quan câu chuyện thật giản dị. Chia sẻ, Quyên Quang, một nhà leo núi đã chinh phục được một trong số những ngọn núi cao nhất với đôi mắt không còn nhìn thấy được. Một người phụ nữ bình thường dám đón nhận gian nan, thử thách để trở thành một nhà báo đạt giải thưởng lớn. Một cô bé trẻ đột nhiên bị bất hạnh đã chọn lối sống tích cực thay vì khóc than. Một bà già 70 tuổi vẫn đến trường đại học để thực hiện ước mơ của mình với tinh thần đáng ghen tị của tuổi 20. Và rồi bạn sẽ cảm thấy được vẻ đẹp thực sự của ước mơ, của bản lĩnh và lòng dũng cảm. Quả thực, đây là cuốn sách rất hay. Mỗi câu chuyện có một ý nghĩa khác nhau. Có câu chuyện ngắn, có câu chuyện dài, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó vẫn còn đọng mãi. Nó không cần phải là một câu chuyện vĩ đại, nó chỉ là cách sống bình thường của mỗi ngày của chúng ta. Tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Rồi một ngày chúng ta cùng suy ngẫm để có được lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. Cuốn sách như một trang mở đầu cho mình, mở ra cho mình những bài học đường đời đầu tiên về lòng dũng cảm. Cuốn sách như một phép màu kỳ diệu mách chúng ta, mỗi khi gặp gian nan, thử thách, chỉ cần có ý chí, niềm tin là bạn sẽ vượt qua những thử thách đó và chạm đến đích thành công. Các bạn ạ, đã từng không có ít danh nhân đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ những cuốn sách khi đọc còn nhỏ. Chủ tịch hãng phần mềm Microsoft Bill Gates thổ lộ rằng, chính những cuốn sách ở thư viện gần trường đã gieo mầm ước mơ và đuổi theo hoài bão của ông. Nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey từng tâm sự rằng người bạn thân thiết thuở nhỏ của cô ấy là những cuốn sách. Cho nên, những cuốn sách các bạn đọc từ nhỏ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, sự nghiệp của mỗi người. Và cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng lớn đến niềm tin, ý chí, bản lĩnh và lòng dũng cảm của mỗi người trong cuộc sống. Cảm ơn các tác giả đã cho ra đời cuốn sách thật hay và bổ ích. Các bạn hãy tìm đọc cuốn sách này để có được những bài học hay,
làm hành trang bức tương lai các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.